cá nó chết mày nó xịt trong cách đây con bắt dế dế mình tê vàng mày hồi đó giờ thấy cách đây vậy chưa cái tê vàng thấy con bự lắm cùng tay bắt tay là dữ lắm không đúng bởi vậy cái khu đó cá tê vàng 5-7 kg ôi vậy. Còn ở dưới U Minh tao mà gặp cái tê vàng tao nói cá gì con đen thui bị trong rừng nước á dân giọng tới hành quân dân giọng rừng cây bị rễ nước nó như cái dù con xếp gì đó trên nó buông xuống cái mới chặt coi cái rễ nào xa xa chắc về cái chặt cái giữa ngồi đưa đưa cái giọng mà mũi dữ lắm bà nội ba giác này là mày ngộ rừng mũi cắn rồi đó. Con bành kia như rùi cái ghê mũi nó bay mày nghe việc mình o o cái ông ngồi thằng gác cũng gần bên ông nghe rập 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 cái chỉnh thì nhiều mà nước thì không có anh lóc ra tôi bắt con cá lóc chừng 3,5 kg con cá tê chừng 4 kg cá tê vàng lóc ra kiếm ăn không được lóc ra mương kiếm ăn rừng này mình không vô bước phương hướng mà con cá nó biết hướng nó ra vậy phải nghĩ con cá nó có cái trí khôn của nó xuống ông gọi đèn lấy lưỡi lê đâm trong cá trê con đâm lên đầu thì chỗ cái lỗ hủng hủng đó đâm cái một cái tư cá trê cá lóc nửa sáng lên kho không được mà nướng cũng không rồi cá mày ăn nó dai nhách như thịt bò sống quá lâu năm đẹp vui vậy không nhìn ra cá trê mà không được được một con gì cái nó đẻ nó biết muôn triệu con nào nữa với U Minh cá không biết cá bổi kêu cá bổi phệt với con phải chè thẳng bằng tay nè cá bổi 4-5 con/kg đó cá đó nó giống cá bổi Campuchia không tôi bự hơn nhưng ở dưới cá bổi nó đen mà kỳ nó đỏ cá bổi phệt á cá bổi trên mình kỳ nó bình thường nè nó không có đỏ cá bổi Cà Mau á cá bổi kỳ này dưới lường kỳ nó dưới rõ tư cá bổi phệt cá lóc này 10-mấy kg không gặp hoài đi tâm chia bắt được hoài ông nói tao đâm một con 7 kg cái lóc 7 kg nó chuẩn bị lớn không tư còn bắt dế nó dài òn như là mày tràn thôi nó nằm lá sen á tao mới bơi nó quạt nó động lá sen nó dòm nó tới lấy được con cá kỳ cả anh vui chuyện vuốt rồi dòm kỹ lại mới thấy đầu cá đâm trái lại chứ mình mắm lớn nghe làm mắm nó ngon không tôi ngon chứ không là cá lớn chỉ làm mắm thôi trong đồng con kho nấu gì ăn nó ngon lời ăn cháo mình giờ ăn tàu hủ rồi đó tao làm mắm hô mắm tới bán rồi là dân dưới chợ lên mua hết mày giờ 10 hũ cũng mua không đủ mua ngừ 5-10 kg 20 kg 30 kg cân hết là dân tại con nghĩ con cá lớn nó già cá là nó không ngon đâu có già thịt một đôi tư ngon mấy cá bông 9-10 kg ông bằng khô bự như này ta khô bị sắt nặng đó con bằng khô còn khoảng 9-10 kg đó khoảng còn 5 kg khô nó lớn quá mình phơi nó chậm khô quá chậm nó khô. Hư không ông tư nhưng con xẻ cái thỏi nó xẻ thỏi đây nè trẻ tỏi nhỏ tao phơi khô rồi tao mượn thứ nồi mà nó luộc này cái nồi bự mình nồi hai đứa khiêm đó mượn nồi đó hấp hấp với bún tàu hay gì không có phơi khô không rồi hấp hấp khô không vậy đó con hấp cho chín rồi đem ra phơi lại chẳng bị bảo quản lâu không tôi 10 năm cũng được rồi cái con phơi con hấp chín rồi con đem ra con phơi mà con phải dằn bằng dán hay gì đó dằn cho khô nó
để trong bao bố tờ với con già để khô sắp khô nó cái lấy dán tấm dán dằn lên khô thẳng băng mà giòn đã rõ tư như thịt bò vậy. Mà nó vẫn thơm tho không hư gì Thơm hết. mà con ăn yếu yếu răng như bây giờ ông cháu mình ăn không nổi, Cứng cứng ngon rồi. ăn nó phải ngâm nước cho nó mềm lại, con nấu cái canh chua như này kia vậy đó. Đầu cá bông cái đầu nào đầu nấy bành kia một cái đầu luôn. Làm mắm thì nó hao thính hao đường nó nặng, mà có cái đầu mà con chưng một cái đầu cá bự gì con chưng cả nhà ăn đâu hết. Nhưng mà con nghĩ con cá nếu cá lớn mình làm móng đó, mà cái đầu nó mình ăn được, làm móng được nó ngon, cái đầu nó ngon dữ lắm được. Ngon, con phải chẻ mỡ ốc nó đồ bỏ ra hết chứ đâu để mỡ ốc, với cái mỡ trong xương sống nó con lấy ra hết. Mình con mắm con phải lấy máu nó ra cho sạch, con mắm nó mới đỏ mới ngon. Mặn mắm mà không cạo ra máu nó đóng trong cái xương nó gì nè, con phải lấy dao con cạo ra hết cái đường máu trong xương. Hèn chi một lần con gặp thế bà Út em của ông ngoại con, nó làm móng, nó làm mà mỗi lần bà xẻ cái con cá lóc da đó mà bà làm nó trắng phiếu luôn từ trên dưới luôn, không có dính một miếng gì gọi là đỏ 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 của con máu. Đúng rồi. Mà bà phơi ở ngoài kỹ lắm nghe, phơi rồi bà mới đem vô làm. Thôi cho héo rồi mới biết. Ráo nước cá. Ông làm về cái chuồng năm 25 dạ đó, ông đi về là sắm chuồng. Đâu có hũ nào đâu mình chở nổi. Trải cây cao su dưới rồi để mắm dưới chuồng. Trang. Ở tỉnh mà người con mượn hũ con nhận được. Dạ. Cúi được. Còn khi về đó thì trải cao su dưới chuồng để mắm. Thời đó mà không có thùng mũ rồi là hả ông Tư? Không có đâu mà sụn con chữa cho hết. Lường chuồng mình chạy trải tấm cao su với con đại cá với nó êm, chuồng mình đâu có chạy đâu sợ có nước sống về sông nó sống tàu đánh bao phủ hết trơn kính mình mang cái đồng cái muối quay cho mặt về con phải rửa lại rửa cá rồi muối lại nhận tới tính tính. Chắc là đó con nghĩ mặn khô vậy chắc cũng với mắm gì thì cũng mấy thôi, chứ còn vấn đề về mà để cho nó ngon chứ không có ngon, tại vì đường một ngọt đâu có phải như bây giờ đâu, đúng không? ngon cũng ngon được hồi xưa mấy đường mới ngon, thứ nhất là người biết ngon là nó không có tẩy như đời kỹ nghệ gì đâu. Giờ nó chơi tẩy con muối cá không thơm mà không đỏ sáng tái kỳ. Mà cái đường đường con khoái nhất là đường thốt nốt của mình á, họ kho cá hay họ làm gì cũng ngon hết luôn. Tính chao gì đó đường đó nó ngon nhất, ngon hơn đường mía không chao mắm cái gì không ngon. Đường thốt nốt chao con mắm không nghe mùi thơm thì nguyên cái bên dòng họ ông cố bà cố sao là nguyên cái dãy hồi đó mắm bà giáo vẽ là bà của bà con cháu bà giờ tiền đóng chợ Châu Cao Đốc Lốc không được. Châu Đốc núi Sam là con cháu bà không bà dựa trong nhà bà mấy vú mình mấy bảy đôi rưỡi mình đó cả trăm cái trang nước mình mua nước dược này mua mắm mặn hả thuộc thì vua mắm luôn vua bằng cái sống nghề mắm không từ kinh ông cò đường Châu Đốc mình đi lên đường đua đó họ bãi vô bên đây đường nữa lên con cháu bà nghề mắm không làm giàu mà nó mắc không đưa cá bây giờ là mắm da con mắm cá lóc thì thật là mấy trăm ngàn ký mắc quá mắc mấy trăm mắm luộc nó còn mắc hơn nữa phải nhận đủ đủ mà kêu đó người Sài Gòn mày dân biết chơi ăn mà tặng mắm là nó quý hơn thịt trâu thịt bò không gì là nó biết 2-3 ký con phải ăn con mắm với lại đu đủ không được.
Mới đủ mình nhấn nhận với móng vô. Ừ. Vừa làm móng vừa làm đủ vô kêu là đu đủ móng. Mình chắc miếng ba ngón rồi này nhận nguyên nóng rồi ăn ra mình chắc bỏng bỏng ra mình ăn. Nha. Trộn đường tỏi rồi mình kia kêu rồi. Món đó là món đặc sản của miền Tây mình á. Mắm ăn hoài không chán, có thể con kho con nấu này kia mà còn không có thể con mắm mà mày kho tao kho với chuột á kèm nữa. Mày có ăn chuột có mắm chưa? Chưa. Ghiền luôn. Đâu con nghe nó nói kỵ mà không Tư? Kỵ đâu kỵ, cũng ngon thấy bà luôn. Chuột kho mắm không có gì ngon bằng, không có thịt heo thịt gì bằng. Mình có chuột kỵ với cà đúng không Tư? Đâu có kỵ. Ôi sao con nói kỹ mà có con cóc con chụm cây lấy cây cà mà chụm củi nó kỹ à vậy à chàng cái mắm đâu có kỹ con à. Cái đầu cá bông chừng 2 kg rồi mà chưng cái nó tăng dĩa rau mình bông trúng điểm điểm cho ngon rồi chấm rồi ăn nhậu thịt không đợi đâu à. Tôi nói ông bằng heo, mà heo 100 mấy chục ký trong bằng mắm đó. Nhận chung với mắm. Cắt thỏi chừng ký, ký ngoài bắp chuối mình để dài vậy muốn nhận chung cá. Muối rồi mình mới nhận vô hả ông Tư? Ừ. Muối đàng hoàng rồi con nó thấm muối rồi con nhận vô. Ủa mỡ nó vậy nó hôi không Tư? Không hôi thôi. Nhận muối rồi cái muối nó bao mỡ nó không có hôi ha, không có lẹn. Thịt heo đỏ lòn thì mình thấy đã lắm. Vậy là mình cũng trao tính giống mắm vậy? Trao giống hệt mắm. Đem ra con chưng ăn cho ăn sống ăn ngỡ bị da nữa. Sống ăn chưng. Còn đó ông ngoại của tao. Ông mần mắm chuột, ông dở ra mà dòm thấy con chuột ông mần. Cái đuôi ông không bỏ. Ông chuốt cái đuôi ra còn xương không khúc dài thòn nó cũng để nguyên trứng dái cặt gì mà đầu mỏ ông để nguyên chân cẳn để nguyên hết không Tư? Chân là ông chặt mấy bàn cẳng à dạ. Còn đầu mỏ ông chặt túm cái mỏ tao gốm cái thằng kỳ cục ăn ngon thấy hòa đậu luôn gốm thấy ông mần ông dở là ông chân mỡ tóc mỡ heo rồi ngon lắm ngon tao gốm ăn đi chừng ăn được mà kiếm ăn ra mà hồi đó chuột làm gì cho hết con đi đồng con đốt mũi lửa con đào gánh về không à. Chuột bây giờ nó cũng còn nó bây giờ mấy anh em đêm nó đi lâu lâu nó đi bữa cái khoảng 5-6 kg ít mùa cắt lúa nó chụp rồi nó hao bị giọng chuột đầu tháng đẻ cuối tháng đẻ đẻ dữ lắm đẻ cái 10 mấy 20 con lận đâu ít 100 con con tính một tháng cái nó đẻ cái cả 1000 con rồi bởi vì mỗi lần đi bắt chuột còn ăn mặn hồi trước đó, đi bắt vô cỡ người đồng đào mà vô cái hang nhiều khi nó có tới 3-4 lứa chuột đó. Ừ nhỏ bự đủ thứ nửa cùng tay bằng chân cái rồi nhỏ hơn chân cái nó mở hơn mắt còn bú nữa đẻ dữ lắm. Thỏ đẻ sao anh đẻ gì? Ủa bộ thỏ cũng đẻ đầu tháng cứ tháng không được? Ừ. Tràn thôi. Đầu tháng. Thời thỏ nó đẻ ít. Thì 2 con, 3 con à. Dạ. Chuột muốn cái chục. Đẻ. Muốn cái gì? Đẻ gì mà không kịp. Vậy ta. Thôi lên đồng biên cả bữa ta bóp gỏi chuột. Anh nào bóp gỏi bó đu đủ bỏ rau muống với rau răm rau thơm đầu phòng của anh lên tao quýt một thao anh nào cũng ủa gớm thì thấy chuột trắng nhách đó ủa gớm chiều nay ăn được nguyên cái ấp đó ủa nó ăn mắng mầm chuột mày thấy đầy dưới sông chồng chuột đi đập lát càng té nó 2 thằng kia về không trên bờ kinh mà chạy chuột nó phóng lên đầu mình luôn trời chuột gì mà nghe nó ồ ồ ồ nó chạy á thứ đó là đó giờ bộ không ăn hay sao còn nhiều dữ vậy quá chuột trên đồng miếng người ta kinh
cái bụi đế bằng cái nhà nó cắn chặt thật ra mày lại, mày giờ mày chuột mày để trong rộng đâm một lát, tao vô đầu tiên tao đâm đâu đâm chuột, đâm rắn hổ không à. Yeah. Rắn hổ mình cũng ở chuột. Yeah. Đâm con nào nấy cháu 3-4 kg cũng cái mở lên tao bóp gỡ chuột, tao hấp đàng hoàng chuột bớt ăn kim nó thờ được nuôi tăng cho nó ăn được mình chừng ăn được nguyên cái ấp đó luôn. Diệt miệng gì nó ăn chuột không, mày đi tới đâu gặp chuột không. À, có gì đâu, có rau răm, mùa ôm với đậu phộng, củ hành này. Trộn nó bất rồi. Chừng nó ăn được nó nói gà vịt chứ tôi không đổi đâu. Đúng lắm rồi. Biết. Con chuột bóp tay mình chuột bự nó ăn 2 miếng hết con chuột. Ăn chưa, chưa bất giới hả? Ăn chưa bất giới, giờ quá dư mồi. Dạ. Bữa tôi nghe cốc kêu quá, kêu cách từ nhà qua đó nó chừng 2 cây số. Ở trong qua bệnh tôi bắt lát khẩm xuồng cốc. Cốc hội vậy không tôi? Cốc hội á. Dạ. Tháng 9 tháng 10 rồi đó. Dạ. Bà hậu ơi gì cũng mà tao biểu nó mua thịt ba rọi heo nó bầm đi cốc mà chủ nhà cũng gớm vậy nên chừng ăn được à. Không tư gì có đâu ăn nữa. Cũng ra hết đó. Tao mua trứng rắn nước cũng vậy. Có 4 đồng riêng ký à. Dạ. Trứng gan ruột nó bán cho mình cân ký bán. Mình về mình gỡ ruột rồi mình bỏ lấy trứng với gan được không à. Dạ. Tao mới bầm đậu phộng gia vị rau thơm rồi tao bầm chung cái tao mần bánh xèo. Tao chiên như bánh xèo vậy đó. Dạ. Ban đầu nó gom chừng ăn được bà cố nội nó ăn tới mùa qua tháng 9 tháng 10 hết rắn rồi. Dạ. Nó vùi xuống đất hết rồi đâu còn kiếm rắn đâu ăn. Trứng đó là mình mua về mình luộc vậy là mình có ngâm cho không được? Không, trứng rắn còn đâu ngâm cho, để nguyên vậy bầm tư luôn mà. Dạ, bầm tư trộn thành làm nhân làm trộn với bột làm luôn bánh xèo luôn. Trộn sống như luôn không được? Ờ, trộn sống rồi con múc vô ta một thao vậy và bằm mày chiên luôn. Chàng. Bà nội tính mình ăn thường thường cái bánh xèo với mình thường thường con ăn 2-3 cái. Dạ. Cái sức con ăn. Còn bánh xèo trứng rắn này ăn cái một ớn tới cổ rồi. Nó béo không được? Béo lắm. Trứng rắn với trứng trăng, trứng rùa thì bằng trứng cái mình à, phải dai à. Như tao với ngoại con mẹ mày bệnh vậy đó, sáng được cái trứng rùa một cái trứng rùa công thức nó bằng 25 cái trứng gà tầm đó trứng gà. Yeah. Béo. Mùa tháng 10, tháng 11 đi cô đồng đi lên đỉnh bắt trứng rùa chỗ nào anh đẻ anh đãi đẻ nguyên bãi rồi bắt lát cái sách nặng tay vậy. Yeah. 100 trứng đem về bữa. Béo trứng rùa mà con không có ngâm nước cho mình luộc không cứng đâu lỏng lè. Vậy lúc mình ăn mình cần phải ngâm nước cho hả? Trước khi con luộc con ngâm ngày đêm rồi con mới luộc. Dạ. Con mới đặt rồi con cắn con ăn được. Dạ. Còn con không ngâm nước cho con cắn nó chảy ra ngoài trên lỏng lè. Dạ. Không đặt trên trăng cũng vậy. Trứng trăng đẻ ngoài thì con phải ngâm nước cho vậy ngày đêm con mới luộc nó mới đập. Yeah. Còn ở trong bụng người mày trồng đỏ không à, nó không có miếng trồng trắng mà anh đẻ ra là trồng trắng không kỳ cục á. À. Còn trong bụng con mổ ra con lấy trứng anh đỏ lòm không à. Yeah. Còn đẻ ra trắng tát á. Cái giống nó không giống như gà mình vậy hả? Không giống gà vì nó có trồng một mà nó không. Yeah. Hay trồng như gà. Gà trầm đỏ, trầm trắng, ảnh trầm một trứng rùa. Bỏ đi chăn đi, trăng ông văn mùng nữa ta. Văn mùng để đó, không có 4-5 cái thùng phi, đầy thùng phi, bao với bao á.
Con đi dân mùng gì không sợ nó nhúi nó đi không được. Không có con dân mùng, con đại chiếu, con tánh không đi, ảnh mùng ảnh ủi ra đuổi lát mà mệt không nghỉ đuổi. Tao dân mùng tao rộng đông lửa mấy trăng bự bà nội ơi, sáng nó đẻ dung trong mùng con tánh. Can ổ ổ đó có nuôi gì đó. Lâu lâu ăn lựa con ấp ấp nở ra mười mấy con vậy nuôi. Nó đẻ một con vậy khoảng nhiêu trứng không được? Tăng từ 8-9 kg, 50 trứng. Sao mà đẻ nhiều dữ vậy ta? Từ trứng anh trứng nội dùng trứng trăng mà nó tượng con rồi nó cuối này ruột ăn đã dễ cắt thôn béo kỳ cục. Vậy là chưa bạn con trăng gì chưa bạn con gà thì mình ăn gà gì? Gà lộn á, gà lộn con trăng chưa ăn trăng lộn không thôi. Ừ mà trăng thúi rồi ăn ấy, còn tao chưa ăn trứng trăng lộn bao giờ. Dạ. Cái này trứng nào nó không nở nó thúi á. Dạ. Luộc. Ăn ngon cực cực. Mấy cái tôi nói ăn trứng trăng, trứng rắn, trứng ruồi rồi đó là kinh nghiệm của người xưa chứ bây giờ gặp tụi con rồi. Có đâu mà. Mà có bây giờ cũng đâu biết cách ăn thì nhiều khi trứng trứng trăng bắt về đẻ ra lụm được thì đem vô luộc ăn đại nó chứ có biết ngâm cho ngâm gì không? Không ngâm cho nó con luộc hoài nó lỏng bỏng hoài nó không đặc. Dạ. Có cho con lùi cho ngày đêm nó mới đặc. Dạ. Nó cứng nó cầm cái nước cho nó làm như nó thấm qua trứng rồi nó đặc. Dạ. Cái đó là ông còn chỉ tương hay sao? Hồi trước bà nội trứng mà ăn gì hết tao với bác ba mày không còn trống chiếc xuồng 50 dạ đi bắt lát trứng chim cò diệt rồi đầy xuồng luôn đi bắt lần ăn cả tháng chè vì dòng trứng cò trứng này kia riết là nấu chè ăn có mình để lâu vậy nó không hư không được để lâu nó hư để lâu nó nở nở luôn nở luôn việc mà nuôi riết là đâu có cá ăn con câu nó ăn gì đủ. Dạ. Dòng lấy điện điển mùa nước nó trôi lình phình điện điển một nó bóp mềm mềm rút ảnh ho thôi. Ăn cho ăn cây không em cũng lớn nữa lớn rồi ta nuôi việc bày bày việc với cò chiều nó đậu nóc nhà bày bày không bằng đồng nguyên. Dạ. Đồng nguyên tao nuôi cái cả 100 con vậy đó, tao cắt cái lồng cũng như dịch thản mình. Dòng miên cá thiếu gì. Yeah. Cá sặc mày lấy cái vợt chút cá mình xuống mình nạo một vợt, cái nửa vợt bọc lên rút lên ăn. Mình đậu ghe rồi cá sặc nó dựa theo lường ghe rồi đó. Yeah. Nạo cái cá sặc cá chút, nạo hai cái 50-60 con ăn no rồi. Ông nuôi vậy nó lớn rồi nó không bay đi không được? Không mày. Con vạc nó khôn mày chiều rồi trời ấy nó lên nóc nhà ông nào chòi chòi mình cất mình rơm nó kêu nó lên rồi nó bay nguyên bầy 50-70 con lên nó dần 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 tròn tròn lên quanh nóc nhà này rồi lát trời tối tối đi mất hết sáng cái anh gì 4-5 giờ sáng anh gì anh đậu gì cái năm đó rồi mưa lớn lô nó chìm. Dạ. Đêm đó ba thằng đi soi nó bắt hạt tên khỏi việc đó. Biển đậu nó gặp mình nó đâu sợ. Dạ. Đâm hạt tên. Ủa mấy người không biết con tôi nuôi sao? Không biết. Dạ. Nguyên lô một dãy cả cây số ở như đây đây che lò tròi tung ở theo bờ kinh. Họ biết chứ họ còn không bắt con nữa. Bắt hạt tên. Biết cũng được. Còn nào nay uống nu mình cho ăn đầy đủ mình. Yeah. Cá mắm tạm 3-4 đứa bữa nào thèm cái quất can 5 lít xách vô lấy cái nồi bự vậy này xách vô cảnh tiêu thì nó hiếm muối ớt không à. Yeah. Đậm muối ớt bọc muối ớt 3-4 đứa vô đậm quần bắt cò con vịt con trứng kiểu quất một nồi luôn tao bà Tư mày với cành đó còn nhỏ bằng con này là dắt vô ăn rồi ngủ dắt phụ người dư quải về chiều ăn không hết quải về hồi đó người dân mình đâu có mua trứng đó đâu hả ông Tư
không có con đâu có ai đâu bắn một bắn mà chở mày mua trứng đó nó ngon gấp mấy lần trứng gà trứng vịt. Nhưng mà người dân mình đi đem bán ra đâu có mua đâu hả? Sao không? À. Mà đâu có ai bán để ăn không? Cái đồng cầm này mình ông bắt trứng như vịt trứng gò cũng 2 năm rồi thứ tư 15 nó dẫn cái xóm này qua ra bắt nó không còn. Mà công ta đi kéo lưới về cái nồi 5 lít mình nồi bự gì nè, nón nhựa tắt nước cũng đầy hết. Chứ đựng đầy hết, đem can theo đầy can. Ông lùi gì mày bắt thấy mê chết luôn. Liền ổ trong rừng tràm hồi đó mới. Rồi mùa nước kia ông chống chuồng vô tràm ông bắt trứng gì trứng gò. Từ ngày nó dẫn nó băng bên đây nghe nó bắt mấy bữa hết trơn. Mưa tới nữa không Tư?